là người phụ nữ duy nhất trong Tây Du Ký đã nuốt Đường Tăng vào bụng. Nhưng bà không chỉ không đạt được trường sinh bất lão mà còn chết dưới chính tay con trai của mình. Vậy cuối cùng người phụ nữ này là ai và mang trong mình bí mật kinh thiên động địa nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Trong Tây Du Ký không có nhiều nhân vật nữ, nhưng nếu nói về những người phụ nữ kỳ lạ thì phải nhắc đến nhân vật mẹ của Đường Tăng là Ân Vân Kiều. Những ai đã đọc Tây Du Ký đều biết Ân Vân Kiều vốn là con gái của thừa tướng. Cô đã ném tú cầu để chọn chồng và chúng phải Trọng Nguyên mới đỗ, Trần Quang Nhụy. Hai người vừa gặp đã yêu nhau. Cuộc hôn nhân có thể xem là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng trời không chiều lòng người. Trần Quang Nhụy trên đường nhậm chức cùng Ân Vân Kiều đã bị Lưu Hồng hãm hại. Không chỉ bản thân mất mạng mà ngay cả Ân Vân Kiều đang mang thai cũng bị Lưu Hồng nhắm đến. Cuối cùng, Lưu Hồng thậm chí đã thay thế Trần Quang Nhụy nhậm chức trong suốt 18 năm mà không ai phát hiện ra. Mặc dù cuối cùng Lưu Hồng cũng bị bắt, nhưng sự việc này lại đầy rẫy những điều kỳ lạ. Đầu tiên là chức vụ của thừa tướng rất cao. Có thể nói là ngoài hoàng đế ra thì thừa tướng chính là người lớn nhất. Vậy mà với tư cách là con gái của thừa tướng, Ân Vân Kiều lẽ ra phải có rất nhiều thanh niên tài giỏi đến để cầu hôn. Nhưng tại sao cô lại chọn cách ném tú cầu để tìm chồng? Với thân phận của mình, việc Ân Vân Kiều muốn lấy được Trạng Nguyên rõ ràng là điều hết sức đơn giản, nhưng không ai hiểu vì sao cô lại chọn cách này để lấy Trần Quang Nhụy. Ném tú cầu là một kỹ năng rất khó. Để tìm được người hợp mắt giữa rất nhiều người vốn dĩ không phải là một việc đơn giản, huống chi còn phải chính xác ném trúng người này. Thật sự là khó khăn gấp bội. Nếu chẳng may ném lệch, trúng phải những kẻ không ra gì, trước mắt mọi người muốn rút lại cũng không phải là dễ dàng. Từ đó có thể thấy, việc ném tú cầu dù thế nào cũng không phải là một quyết định sáng suốt. Phải chăng cả gia đình thừa tướng đều trở nên hồ đồ khi đưa ra phương án này? Thực tế không phải như vậy, bởi vì Ân Vân Kiều không chỉ chú ý đến chàng trai tài hoa Trần Quang Nhụy mà còn ném một phát trúng ngay. Buổi cầu hôn thật sự giống như được thiết kế riêng cho Trần Quang Nhụy, bởi vì để ném trúng ông thì nhất định phải thỏa mãn ba điều kiện. Đầu tiên là thời điểm tổ chức phải trùng với ngày tân khoa Trạng Nguyên diễu hành. Thứ hai là địa điểm ném tú cầu phải là tuyến đường mà Trạng Nguyên đi qua. Và cuối cùng, kỹ thuật của Ân Vân Kiều phải rất cao siêu. Hai điều kiện đầu tiên thực ra rất dễ hoàn thành, vì cha của Ân Vân Kiều là một đại thần, nên những tin tức ấy rất dễ dàng để tìm hiểu. Do đó, Ân tiểu thư chỉ cần tập luyện cho tốt kỹ thuật ném tú cầu là được. Rõ ràng cuộc tuyển chọn hôn nhân này là nhằm vào Trần Quang Nhụy. Vậy tại sao một vị đại thần lại phải tốn công sức lớn như vậy để ép buộc con gái mình phải gả cho Trần Quang Nhụy? Việc cưới được con gái của thừa tướng đối với Trần Quang Nhụy thực ra không phải là một điều may mắn. Đầu tiên, thân phận của hai người vốn dĩ đã có sự chênh lệch. Thứ hai là sau khi Ân tiểu thư ném tú cầu, ngay lập tức có một đám hầu gái và gia đình trực tiếp xuống mời Trần Quang Nhụy đến phủ. Sau đó đã trở thành vợ chồng một cách mơ hồ, vỏn vẹn chỉ trong một ngày. Theo lẽ thường, việc kết hôn thường do cha mẹ sắp đặt và có sự tác động của người mai mối. Đặc biệt là đối với phụ nữ, càng sợ kết hôn với người không phù hợp. Thế nhưng Ân thừa tướng lại không bận tâm đến điều đó. Thậm chí ông còn không hỏi thăm Trần Quang Nhụy trước đó đã có vợ hay chưa, mà trực tiếp gả con gái mình cho ông. Từ đây có thể thấy, Ân thừa tướng rất có thể đã sớm để mắt đến Trần Quang Nhụy và cử người âm thầm điều tra kỹ lưỡng về lai lịch của ông. Vì vậy mới không lo lắng con gái sẽ chịu thiệt thòi. Vậy câu hỏi mới đặt ra là tại sao vị thừa tướng này lại vội vàng gả con gái mình như vậy? Một người phụ nữ có xuất thân là con gái thừa tướng, vợ của Trạng Nguyên và là mẹ của Đường Tăng thì lẽ ra phải sống trong hạnh phúc viên mãn. Tại sao cô lại cam chịu nhục nhã, gánh mà không tìm đến người cha thừa tướng để cầu cứu? Liệu giữa cô và Trạng Nguyên có thật sự tồn tại một tình yêu đáng ngưỡng mộ hay không? Để làm rõ những vấn đề này, trước tiên chúng ta cần xem xét đám cưới giữa Trần Quang Nhụy và Ân Vân Kiều. Việc hai người kết hôn vốn dĩ là một chuyện vui vẻ, nên việc uống vài ly rượu cũng không có gì là vấn đề. Tuy nhiên vấn đề là, vào đêm kết hôn, thừa tướng lại kéo Trần Quang Nhụy uống rượu suốt đêm. Hành động này thật sự rất kỳ lạ. Phải chăng việc chuốc say chú rể
để con gái một mình trong căn phòng trống lại là một việc tốt, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Tuy nhiên, hành động của Ân Thừa Tướng lại chính là không muốn Trần Quang Nghị vào động phòng trong trạng thái tỉnh táo. Trần Quang Nghị vốn đang đi diễu hành mệt mỏi trên đường phố, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kéo đến kết hôn ngay lập tức. Tối đó còn bị Thừa Tướng kéo đi uống rượu cả đêm. Cho dù không say, nhưng trong lúc mơ màng làm sao còn chú ý đến chi tiết gì. Và đây chính là mục đích của Ân Thừa Tướng. Bởi vì không có sức lực để động phòng nên Trần Quang Nghị sẽ bỏ qua một số chuyện, chẳng hạn như sự trong sạch của Ân Vân Kiều còn hay không. Đêm động phòng của Trần Quang Nghị sau khi say rượu đã diễn ra một cách mơ hồ, và sáng hôm sau anh lại phải thượng chiều sớm. Trong lúc bối rối, chắc chắn Trần Quang Nghị sẽ không kịp nghĩ về những gì đã xảy ra tối hôm qua. Sau khi anh rời đi, không gian sẽ thoải mái hơn trong việc tiêu hủy chứng cứ, tạo ra chứng cứ mới hữu ích. Ân Thừa Tướng cũng không nhàn rỗi, sau một vài tác động thì địa điểm nhậm chức của Trần Quang Nghị đã được chuyển thành Giang Châu, khiến anh phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ngay lập tức đi nhậm chức. Vì là đôi vợ chồng mới cưới nên Trần Quang Nghị chắc chắn sẽ không bỏ rơi vợ mình. Anh mang theo Ân Vân Kiều cùng lên đường nhậm chức. Lúc này, những hành động của Phủ Thừa Tướng lại trở nên vô cùng khó hiểu. Lẽ ra khi con gái đi xa, có thể sẽ không bao giờ gặp lại, thì Ân Thừa Tướng cũng phải chuẩn bị cho con gái vài vệ sĩ đáng tin cậy, bởi trong phủ cũng không thiếu người. Nhưng điều kỳ lạ là Ân Vân Kiều chỉ mang theo một vú nuôi và một người hầu chuẩn đồ, thậm chí không có một gia nhân nào ra dáng vệ sĩ. Chính vì vậy mà Trần Quang Nghị mới dễ dàng bị hại. Điều kỳ lạ hơn là sau khi Trần Quang Nghị mất mạng, Ân Vân Kiều lại cam chịu ở bên kẻ giết chồng là Lưu Hồng suốt 18 năm trời. Và trong suốt 18 năm đó, Ân Vân Kiều chưa bao giờ nói cho gia đình biết về chuyện này. Nếu nói rằng gia đình cô ở quá xa Giang Châu không thể giúp đỡ, thì tại sao cô không tìm cơ hội để báo quan? Lưu Hồng không chỉ giết Trần Quang Nghị mà còn thay thế chức vụ của anh. Giả mạo quan chức triều đình không phải là chuyện nhỏ, trong khi Lưu Hồng chỉ là một tên cấp nhỏ thì làm sao lại có khả năng lớn như vậy? Hắn đã giấu giếm mọi việc suốt 18 năm mà không bị phát hiện. Nếu không có Đường Tăng tìm đến thì có lẽ Lưu Hồng có thể giả mạo được cả đời. Có thể nói, Ân Thừa Tướng chưa bao giờ hỏi thăm tình hình của con gái, triều đình cũng chưa bao giờ chú ý đến thành tích chính trị của Trần Quang Nghị. Mẹ của Đường Tăng đường đường là con gái của Thừa Tướng, tại sao lại cam lòng sống bên cạnh tên cướp suốt 18 năm? Càng kỳ lạ hơn là sau khi Lưu Hồng bị bắt, rõ ràng là đã báo được đại thù, nhưng tại sao cô lại chọn cách tự sát? Có thể một số người sẽ nghĩ rằng một thai phụ yếu đuối như Ân Vân Kiều thì việc phải chấp nhận Lưu Hồng là điều không thể tránh khỏi. Để cho Trần Quang Nghị có một hậu duệ, cô buộc phải thỏa hiệp với Lưu Hồng. Nhưng nếu nói rằng Ân Vân Kiều làm điều đó vì đứa trẻ, thì tại sao sau khi cô gửi Đường Tăng đi vẫn không tố cáo Lưu Hồng, thậm chí còn sống cùng anh ta suốt 18 năm? Thực ra chỉ có một lời giải thích, đó là Ân Vân Kiều và Lưu Hồng đã quen biết nhau từ lâu. Rất có thể giữa họ có mối quan hệ tình cảm, nhưng vì một lý do nào đó mà không thể công khai ở bên nhau. Trước khi Ân Vân Kiều kết hôn với Trần Quang Nghị, cô đã có quan hệ nam nữ với Lưu Hồng nên mới nóng lòng muốn lấy chồng. Trần Quang Nghị mới trở thành trạng nguyên, tại kinh thành không có gốc khác, lại không có nhiều người biết đến, nên đã trở thành một đối tượng có điều kiện cực kỳ hợp lý. Việc Trần Quang Nghị được tiến cử đến Giang Châu cũng rất có thể là kế hoạch với mục đích tạo điều kiện cho Lưu Hồng có thể thuận tiện ra tay sát hại anh, sau đó thay thế danh tính của Trần Quang Nghị mà tự nhiên trở thành vợ chồng với Ân Vân Kiều. Đây cũng là lý do tại sao Lưu Hồng có thể giả mạo suốt 18 năm mà không ai phát hiện ra. Ân Vân Kiều vốn dĩ hoàn toàn không có ý định tố cáo anh ta, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến điều đó. Thực ra ngay từ lúc trên thuyền, câu nói mà Lưu Hồng nói khi ra tay với Trần Quang Nghị đã thể hiện mối quan hệ của hắn ta với Ân Vân Kiều. Vào buổi đêm khi Lưu Hồng ra tay và ném Trần Quang Nghị xuống sông, ban đầu Ân Vân Kiều định nhảy xuống theo, nhưng Lưu Hồng lại nói với cô rằng nếu cô đi theo hắn, tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng nếu làm trái thì giữa họ sẽ chấm dứt mọi quan hệ. Thông thường, cướp bóc thường nhắm vào sắc đẹp. Những lời đe dọa mà họ nói thường sẽ là sát hại nếu nạn nhân dám làm trái lời. Nhưng Lưu Hồng lại sử dụng cụm từ chấm dứt mọi quan hệ. Cụm từ này không giống như lời đe dọa của bọn cướp mà giống như lời nói của một cặp đôi đang cãi nhau. Từ đó có thể thấy giữa hai người thực ra đã có chút khuất tất. Có thể nói Ân Vân Kiều không phải không có khả năng tố cáo Lưu Hồng mà là hoàn toàn không muốn làm như vậy.
cô cũng không phải bị ép buộc đến mức không thể tự quyết định suốt 18 năm, mà thay vào đó, Ân Vân Kiều đã sống hạnh phúc bên người mình yêu suốt 18 năm. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của họ đã đột ngột bị chấm dứt với sự xuất hiện của Đường Tăng. Hành động nhận diện và tố cáo của Đường Tăng khiến Lưu Hồng cuối cùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lưu Hồng bị xử án tử hình sau 18 năm giả mạo Trần Quang Nhụy. Ngay cả khi chồng bị hại, Ân Vân Kiều cũng không có ý định tự sát. Nhưng đến lúc này, bỗng nhiên lại tự vẫn mà chết. Hành động này giống như đang hy sinh vì tình yêu. Vậy thực sự thì, Đường Tăng là con của ai? Đây là một câu hỏi mà đến nay vẫn chưa ai có được câu trả lời chính xác. Bạn nghĩ gì về nghi vấn này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.